trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Chuột to bắt được nhưng bình vẫn yên, tác giả Đỗ Công Thành. Việt Nam, đất nước chúng ta, ngàn năm văn hiến quả là lừng danh. Đánh cho giặc phải tan tành, ba tên giặc cướp tung hoành dọc ngang. Ba tên lớn nhất trần gian, thất bại nhục nhã ở Giang Sơn này, chính là định mệnh an bài cho Việt Nam đứng ngang tầm năm châu. Nhưng nay không biết từ đâu, có chuột đục khoét đã lâu nay rồi. Bác xây lò đốt tuyệt vời, bác như vị thánh nói lời thật hay. Những câu bác nói dưới đây quả là linh nghiệm từng câu từng từ. Lời bác Trọng nói từ năm trước, đánh chuột nhưng vẫn giữ được bình, đến nay thực sự chứng minh, chuột to đánh được nhưng bình vẫn yên. Thật đa dạng mọi miền đất nước, từ dưới thời quan chức dưới đây, vận hành kho báu trong tay, quyền hố bách nạp ai hay biết gì. Mưu kế chúng cực kỳ tinh quái, tạo ra nhiều phe phái bầy đàn, sân sau sân trước sẵn sàng, lập riêng ra các ngân hàng nhỏ to. Một thời kỳ tự do gặt hái, tiền chia nhau chẳng ngại ngần chỉ quan tham. Đục khoét cướp đi làm cho đất nước chẳng còn gì đâu. Đủ các loại công hầu khanh tước, từ trung ương đến các địa phương, từ thôn xã tới phường, tranh nhau vơ vét làm miếng nước nhà. Có nhiều kẻ vỡ hàng ngàn tỷ, đem về xây biệt phủ lâu đài, xe sang gái gú cũng tài, đất vàng cướp được cũng vài hecta. Đã đến ngày xảy ra quả báo, phủ lên đầu lũ quái vật này. Đồi chiều gặp vần không may, lò thiếu Bắc Trọng từ nay ra đời. Sẽ kết thúc một thời đen tối, trốn quan trường nhũng nhiễu vừa qua. Bắt đi bao kẻ gian tà, đưa ra xét xử trước tòa công khai. Không vùng cấm không ai thoát được, chúng đều là lũ giặc nội xâm. Bọn này tăng tận lương tâm, nắm quyền chúa tể Sơn Lâm một thời. Này đã bắt mang ra xét hỏi, có rất nhiều quan nhỏ quan to, bỏ nhiều tướng tá vào lò, ủy viên chính trị cũng bỏ vào trong. Hai bộ trưởng truyền thống cao quý và bao nhiêu đồng chí trong phe, biết bao giám đốc cùng bè, đều được chất hết vào lò hỏa thiêu. Nhưng quan tòa đồi chiều nhiều vụ, nhiều án hình làm lệch tội danh, tham ô lại biến ra thành cố ý làm trái án hình đổi thay. Những vụ án mang đầy bí ẩn, thất thoát nhiều tài sản thu hồi. Trong đây có những kẻ suy đồi, vài tên thoái hóa vẫn ngồi trên cao. Hình luật chẳng đi vào thực tiễn, thao túng quyền làm chuyện viễn vông, gây nên bao sự bất công, nguyên hình lộ rõ sự không công bằng. Ai biết được nhân tình thái thế của đô la với Việt Nam đồng, khiến cho lò phải đau lòng, thầm cùng bí sử cuối cùng vì sao. Cùi cả rừng đốt bao giờ hết, đấy cũng là kết cục luân hồi, đã thành tiền lệ muôn đời, quan tham chẳng có thời nào hết đâu. Lời Bác Trọng câu nào cũng quý, với các từ các ý thâm sâu, ghi vào sử sách dài lâu, đời đời nhớ mãi những câu nói này. Rất mong bác đừng rời vị trí, đấy cũng là thành ý muôn dân. Bác là người đã xoay vần để đưa đất nước đến ngày sáng trang. Nếu như bác làm thêm khóa nữa, đó chính là phúc của nhân dân, quét cho sạch hết gian tà,
cho nền kinh tế tạo đà vươn cao. Bác chính là ngôi sao chiếu rọi, sáng vạn lần trong mọi vì sao. Thật là tinh tú biết bao, nhân văn đức độ, thành cao sáng ngời. Thật là trong sáng hơn người, đủ tầm đủ đức, đủ tài an dân. Trời cho đất nước vĩ nhân, phất cờ tiêu diệt nội xâm nước nhà. Kẻ thù tàn phá quốc gia, làm cho sạch hết gian tà mọt sâu. Bắt cho hết kẻ cầm đầu, lập ra những chiếc sân sau ngân hàng, có ô che đầy kê càng, không ngờ lưới đã sẵn sàng bùa vây. Diệt cho sạch lũ giặc này, sẽ đưa đất nước đến ngày phồn vinh. Tiếp theo là bài thơ Vì Thương Người Nghèo, tác giả Vũ Trọng Khu. Ông đã xin tử quan, về là người dân dã, nhám hiểm trốn quan trường, đầy lòng láng dạ thú, sẵn tâm tính nhân từ, giúp người nghèo bớt khổ. Kể những kẻ gièm pha, mặc cho ai rỉa nói, ông đã làm vì đời, báo bệnh nhân chờ đợi. Những mảnh đời éo le, là có ông sẽ tới, lòng tốt đời nhân đôi, lòng dân chung một lối. Chia sẻ cùng với ông, tinh thần và vật chất, nguyên khí của non sông, những việc làm tình nghĩa, sẽ lưu lại trong đời, dân mình biết cả đấy, trong đục và đầy vơi. Tiếp theo chương trình là bài thơ Viết Thêm Trang Lịch Sử, tác giả Thúy Lụa. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả là tiếp tục lắng nghe. Viết đi anh, viết thêm trang lịch sử. Đạn bom đói khổ đã lùi vào quá khứ, chẳng phải trần địa hay hầm căn cứ, mà viết về chiến dịch chống Covid. Dịch bệnh lây lan khủng khiếp hiểm nguy, cả thế giới bất an vì Covid. Nhà máy trường học sân bay dừng hết, người mến người mà chẳng dám gần nhau. Lịch sử xưa là những nỗi thương đau, thời Covid cũng âu sầu buồn khổ, phải tự cách ly dân làng xóm ngõ, bao gia đình phải chia rẽ ly tan. Hãy viết về lịch sử nước Việt Nam, chống Covid tiếng vang còn thơm mãi, cả dân tộc nghe theo lời Đảng gọi, đoàn kết một lòng chống dịch Covid. Ghi trang đầu tâm đức của ngành y, tay nghề vững vàng nhất nhì thế giới, luôn hết lòng vì bệnh nhân đang đợi, quên ngủ quên ăn dốc sức cứu người. Ghi lại hình ảnh đẹp của tình người, bộ đội công an màn trời chiếu đất, vất vả gian nan khó khăn chồng chất, vẫn hết lòng phục vụ nhân dân. Chính phủ quan tâm chia sẻ ân cần, cả dân tộc ta tinh thần gắn bó, đoàn kết cùng nhau vượt qua gian khó, niềm tin rạng ngời quyết chiến thắng Covid. Kết thúc chương trình là bài thơ Theo Bước Chân Anh Hải, Đoàn Ngọc Hải. Xin cảm ơn anh, tác giả Nguồn Siêu Tầm. Phạm Tuyên xin được trân trọng cảm ơn tới toàn thể quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Về Hội An, trời vào thu nắng cháy, chút tình người sáng lộng lẫy trong anh, gieo tâm lòng cho phiến lá thêm xanh, dép tổ ong mong manh ngàn cây số. Thương phận nghèo gian nan ôi gió khổ, đâu ngại gì dẫu nắng đổ mưa xa, đem chút tình mong manh lại hương hoa, để ai đó chóng qua ngày gian khó. Bỏ áo tử quan lòng dân cũng khổ, nghĩa khí ngàn năm luôn tỏ không nhòa. Anh dâng đời bao nét đẹp hơn hoa, khẳng khái quyết tâm ý chí vượt qua, quên nhung lụa để hòa cùng nhịp sống, giúp người nghèo sáo bỗng thấy lương chi. Hỏi quan tham đang sộ khám thấy gì,
khi đất nước mất đi ngàn tỷ tỷ, đêm lao tù có nghe lòng mộng mị, có thấy mình ích kỷ với toàn dân. Ăn mồ hôi xương máu khổ trăm phần, hại đất nước vạn lần thêm khốn đốn, để lòng dân đau ngàn lần sao đồng. Căm thù thêm với những bọn tham tàn, cảm ơn anh tấm lòng vàng tri thức, hiến của tiền và sức lực vì dân. Dẫu trong anh một vầng dương bé nhỏ, nhưng soi đường sáng tỏ mọi lương tri. Hỡi quan tham chống mắt phải làm gì, đừng bán rẻ làm chi thêm ô nhục. Tiếng non sông giờ đấy thêm thôi thúc, tiếng lương tâm mỗi ngày thêm thúc giục. Mong các con hãy lấy đức làm đầu, đừng hám hố làm giàu trên xương máu, bởi dân nghèo vẫn ngày đêm đau đáu. Mong bình yên là khó báu của mình. Tin nóng: thi hành kỷ luật 3 thiếu tướng, 6 đại tá quân đội. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 3 thiếu tướng, 6 đại tá quân đội. Vô cùng đau xót. Tại kỳ họp 48, sau khi xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy một số cá nhân nguyên lãnh đạo binh đoàn 15 và Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng công ty Công nghiệp Quốc phòng đã có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản, trang thiết bị, thực hiện dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai của đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Đảng ủy binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010-2015 đối với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh binh đoàn 15. Cảnh cáo Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh binh đoàn 15. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy binh đoàn 15 và Đại tá Hà Sơn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Tổng giám đốc công ty Sông Thu. Khiển trách các đại tá Đường Công Luận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh binh đoàn 15, Đại tá Trần Quang Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc công ty 74, Đại tá Đỗ Vinh Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc công ty Bình Dương, binh đoàn 15, Đại tá Phạm Hồng Nam, nguyên Chính ủy Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu, kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty Sông Thu, và Đại tá Nguyễn Xuân Tình, nguyên Trợ lý Phòng Quản lý Dự án Đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.